Xin kính chào và cảm ơn quý vị cùng đến theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Bản tin Canada tối ngày 23 tháng 2 hôm nay mời quý vị theo dõi những tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ liên bang, tỉnh bang Ontario và Atlantic Canada đã đạt được thỏa thuận về tài trợ chăm sóc sức khỏe. Thuế bất động sản vùng Waterloo, Ontario sẽ tăng 8,5%. Giá nhà mới giảm trên khắp Canada. Nhập khẩu của Canada từ Nga đã giảm gần 80% từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine diễn ra. Chính phủ đã chi gần 400.000 đô la tiền khách sạn trong đám tang của nữ hoàng. Những người thuê nhà có thu nhập thấp còn 6 tuần để nộp đơn xin 500 đô la tiền trợ cấp nhà ở. Cùng một số tin đáng chú ý khác. Hoàng Anh rất vui cùng đồng hành với quý vị trong bản tin tối nay. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, kính mời quý vị nhấn subscribe để đăng ký và bật chuông thông báo ngay kế bên để nhận được thông tin nhanh nhất và mới nhất. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Tỉnh bang Ontario và tất cả các tỉnh vùng Đại Tây Dương đã đạt được các thỏa thuận về nguyên tắc về đề xuất tài trợ chăm sóc sức khỏe do chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau đưa ra tại cuộc họp các bộ trưởng ở Ottawa hồi đầu tháng này. Tại cuộc họp của các bộ trưởng, các thủ hiến đã đồng ý chấp nhận lời đề nghị của chính phủ liên bang về khoản tiền chăm sóc sức khỏe mới trị giá hơn 46 tỷ đô la cho các tỉnh và vùng lãnh thổ trong 10 năm tới. Việc tăng tài trợ này sẽ giúp chuyển giao y tế Canada tăng 5% hàng năm và sẽ nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực cụ thể khác của hệ thống y tế. Chính phủ liên bang cho biết 25 tỷ đô la trong số tiền mới đó sẽ được nhắm mục tiêu cải thiện 4 lĩnh vực ưu tiên, dịch vụ y tế gia đình, nhân viên y tế và công việc tồn động, sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện và hệ thống y tế hiện đại hóa phát biểu tại tòa thị chính thủ tướng trudeau nói rằng mặc dù chính phủ liên bang sẽ không quản lý quy mô các hệ thống chăm sóc sức khỏe cấp tỉnh nhưng họ muốn bảo đảm một tiêu chuẩn chăm sóc điều đó có nghĩa là trao quyền cho các tỉnh để giải quyết các thách thức trong phạm vi quyền hạn tương ứng của họ theo cách họ thấy phù hợp đồng thời giữ cho họ có trách nhiệm với người nộp thuế Dòng tài trợ cũng sẽ xoay quanh kế hoạch hành động do các tỉnh và vùng lãnh thổ xây dựng. Trong đó, nêu chi tiết cách thức sử dụng quỹ và tiến độ sẽ được đo lường. Ngoài khoản tiền mới này cho các tỉnh và vùng lãnh thổ, chính phủ liên bang đang hứa hẹn nhiều tiền hơn cho sức khỏe của người dân bản địa, một lĩnh vực phần lớn thuộc thẩm quyền của liên bang. Kế hoạch của Thủ tướng Trudeau kêu gọi thêm 2 tỷ đô la trong 10 năm cho dòng tài trợ dành riêng cho người bản địa để giải quyết những gì? Chính phủ gọi là những thách thức đặc biệt mà người bản địa phải đối mặt khi tiếp cận công bằng và bình đẳng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và an toàn về mặt văn hóa dịch vụ. Thành phố Peterborough của tỉnh bang Ontario sẽ nhận được hơn 1,8 triệu đô la từ chương trình thuế khí đốt của tỉnh để đầu tư vào giao thông công cộng, giảm so với 1.913.675 được phân bổ cho năm 2021-2022. Khoản tài trợ này là một phần của 379,5 triệu đô la để hỗ trợ 144 cộng đồng ở Ontario ở 107 thành phố vận hành và cải thiện các dịch vụ vận chuyển. Kinh phí cho chương trình thuế xăng được xác định theo số lít xăng bán ra trong tỉnh trong năm trước. Các thành phố hỗ trợ các dịch vụ giao thông công cộng trong cộng đồng của họ nhận được 2 cent cho mỗi lít tiền thuế khí đốt của tỉnh thu được. Khoản tài trợ này có thể được sử dụng để mua các phương tiện vận chuyển mở rộng hoặc là thêm các tuyến đường hoặc là giờ phục vụ, cải thiện khả năng tiếp cận hoặc là nâng cấp cơ sở hạ tầng địa phương, tỉnh cho biết để bù đắp cho việc giảm doanh số bán khí đốt trong đại dịch Covid-19. Chương trình thuế khí đốt 2022-2023 bao gồm khoản tài trợ bổ sung một lần trị giá 80 triệu đô la. Tỉnh Ontario và chính phủ liên bang cũng sẽ cung cấp tới 2,65 tỷ đô la thông qua thỏa thuận khởi động lại an toàn để hỗ trợ các hệ thống giao thông thành phố nhằm ứng phó với Covid-19. Tại thành phố Waterloo của tỉnh bang Ontario, ngân sách vùng Waterloo đã được phê duyệt, thuế bất động sản tăng 8,5%. Sau nhiều giờ cân nhắc, hội đồng khu vực Waterloo đã thông qua ngân sách năm 2023. Tổng ngân sách năm nay bao gồm cả ngân sách cảnh sát tăng lên 1,9 tỷ đô la, điều này sẽ khiến hóa đơn thuế gia tăng 8,5%. Khu vực này cho biết người nộp thuế bất động sản trung bình sẽ phải trả khoảng 187 đô la mỗi năm hoặc là 15,60 đô la mỗi tháng. Cũng sẽ có 147,1 triệu đô la để sửa chữa và bảo trì các con đường trong khu vực. Một số bao gồm tài trợ cho vỉa hè mới, bùng binh và nâng cấp đèn đường. Ngoài ra còn có 40 triệu đô la dành cho sân bay quốc tế Waterloo. Số tiền này sẽ được dùng để bổ sung thêm chỗ đầu xe, cải thiện việc xử lý hành lý và bổ sung thêm nhiều xe cứu hỏa tại sân bay. Thương mại của Canada với Nga đã giảm mạnh trong 10 tháng đầu tiên sau khi Moscow xâm lược Ukraine. Với các biện pháp kinh tế của Ottawa cấm xuất khẩu mọi thứ từ xe nâng hàng đến ghế cắt tóc, Dữ liệu của Bộ Công nghiệp Canada cho thấy từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2022, giá trị tổng nhập khẩu từ Nga đã giảm 78% xuống còn 414 triệu đô la, từ mức 1,9 tỷ đô la trong cùng kỳ vào tháng 8 năm 2021. Đến tháng 11 và tháng 12, nhập khẩu của Canada từ Nga đã giảm 98% so với năm trước. Trong cả hai tháng, tổng giá trị nhập khẩu từ Nga là 9 triệu đô la so với 433 triệu trong hai tháng cuối năm 2021. Giá trị xuất khẩu từ Canada sang Nga trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 12 đã giảm 91%, xuống còn 52 triệu đô la vào năm 2022, từ mức 584 triệu đô la vào năm 2021. Dữ liệu liên bang cho thấy Canada vẫn đang nhập khẩu một lượng đáng kể lớp vỏ xe khí hơi, nhiên liệu tua hàng không và vắng ép. Nhưng chỉ một số ít trong số 25 sản phẩm hàng đầu được nhập khẩu từ Nga trong cả năm 2021 và 2022 có sự gia tăng, bao gồm quặng Diken mà Canada có xu hướng xử lý để xuất khẩu, cũng như là Ammonium Nitrate, chủ yếu được sử dụng trong phân bón. Giá trị nhập khẩu của cả hai mặt hàng này đã tăng hơn gấp đôi về giá trị trong hai năm, Mặc dù Canada không nhập khẩu mặt hàng nào sau tháng 6 năm 2022, Ottawa đã áp đặt mức thuế 35% đối với các sản phẩm của Nga và Belarus vào tháng 3, dự kiến sẽ mang lại doanh thu 115 triệu đô la mà Canada dự định sẽ chuyển sang cho Ukraine. Đảng Tự do cho biết, họ chấp nhận rằng thuế quan và các hạn chế có tác động đến nền kinh tế Canada, nhưng họ cho rằng cần có lập trường ủng hộ các quy tắc quốc tế. Canada là quốc gia G7 duy nhất đưa phân bón nitrogen vào chế độ thuế quan của mình, trước sự phẫn nộ của những người trồng trọt ở miền Đông Canada. Những người này cho rằng phân bón này làm gia tăng giá thành sản phẩm một cách không thích đáng vào thời điểm lạm phát cao. Thương mại dịch vụ cũng bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là đối với các công ty hỗ trợ hoạt động khai thác ở Canada và Nga do sự tương đồng về địa hình của cả hai nước. Giá nhà mới đã giảm ở hầu hết các thành phố lớn vào tháng trước. Giá nhà mới ở Canada đã giảm 0,2% so với tháng trước. Trong báo cáo chỉ số nhà ở mới mới nhất của mình, StatCan cho biết tỷ lệ vay cao hơn tiếp tục gây áp lực giảm giá nhà mới. StatCan lưu ý rằng Tập đoàn Thế chấp và Nhà ở Canada CMHC đã báo cáo đã có thêm 18,7% nhà dành cho một gia đình đã được hoàn thành nhưng không được bán ra vào tháng 12 năm 2022 so với cùng tháng năm 2021. Ngoài ra, giá cổ xẻ mềm cũng giảm trở lại vào tháng 1, giảm tổng cộng 61,2% kể từ mức cao vào tháng 3 năm 2022, giúp giảm chi phí xây dựng của các nhà xây dựng. Những thay đổi này được các nhà xây dựng cảm nhận, họ cho biết tình trạng thị trường xấu đi và chi phí xây dựng giảm là những lý do khiến giá nhà mới giảm. Tại thành phố Winnipeg giảm 1,3%, ghi nhận mức giảm giá nhà mới lớn nhất trong tháng trước. Tiếp theo là Victoria giảm 1,1%, Kitchener, Cambridge, Waterloo của tỉnh bang Ontario giảm 0,9%. Vào tháng 1, Hiệp hội Bất động sản Canada dự đoán giá nhà có thể giảm gần 6% trong năm nay so với năm 2022. Dự báo cưới Hiệp hội cho biết khoảng 495.858 tài sản sẽ đổi chủ vào năm 2023 và dựa trên doanh số bán hàng ít nhiều ổn định kể từ mùa hè cho thấy hoạt động bán hàng có thể điều chỉnh giảm do lãi suất tăng và sự không chắc chắn. StatCan cho biết, trên toàn quốc, giá nhà mới tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 1 năm 2023, mức tăng thấp hơn đáng kể so với mức tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái được báo cáo vào tháng 1 năm 2022, khi thị trường vẫn còn nóng. Tỷ lệ doanh số bán nhà mới niêm yết trên toàn quốc là 57,8%, vào tháng 1 năm 2023 so với 77,9 vào tháng 1 năm 2022, cho thấy thị trường đang hạ nhiệt. Thành phố Calgary ghi nhận mức tăng giá nhà mới hàng năm lớn nhất vào tháng 1 năm 2023. Thành phố Calgary tăng 10,9%, tiếp theo là thành phố Windsor của tỉnh Ontario tăng 5,9%, còn Quebec là tăng 5,3%. Doanh số bán hàng trong tháng Giêng đã chạm mức thấp nhất trong 14 năm Doanh số bán hàng thấp hơn 37,1% so với cùng tháng năm ngoái. So với tháng trước thì doanh số bán hàng đã giảm 3%. Trong điều kiện không điều chỉnh theo mùa, hiệp hội cho biết giá nhà trung bình trên toàn quốc gia ở Canada là 612.204 đô la trong tháng 1, tức là giảm 18,3% so với năm trước. Chỉ số giá nhà chuẩn hiện giảm 15% so với mức cao nhất được thấy vào tháng 2 năm 2022. Giá đã giảm sâu hơn ở một số thị trường tỉnh bang Ontario và tỉnh BC, nhưng Hiệp hội lưu ý rằng thành phố Calgary, Regina và Saskatoon và thành phố St. John's là một số thành phố nơi giá đang ổn định hơn. Chính phủ Canada đã chi gần 400.000 đô la cho tiền phòng khách sạn trong tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, bao gồm một căn hộ sang trọng nhìn ra sông trị giá 6.000 đô la một đêm. Phái đoàn Canada dự tang lễ ngày 19 tháng 9 bao gồm Thủ tướng Justin Trudeau và phu nhân toàn quyền Mary Simon, các cựu thủ tướng Kim Campbell, John Chrétien, ông Paul Martin và ông Stephen Harper, vận động viên Olympic Mark Tewsbury và diễn viên Sandra Oh. Chính phủ Canada không tiết lộ ai đã ở trong căn phòng trị giá 6.000 đô la tại khách sạn độc quyền Corinthia London, bao gồm dịch vụ quản gia và tầm nhìn ra sông Thames. Chi phí khách sạn có được thông qua quyền truy cập vào yêu cầu thông tin được gửi tới Bộ Ngoại giao Canada. Họ cho thấy tổng cộng 356.981 đô la đã được chi tiêu tại khách sạn Corinthia London từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9, bao gồm một số phòng không được tiết lộ có giường cỡ King. Chi phí của giải phòng nhìn ra sông là 6.089 đô la một đêm sử dụng trong năm đêm, Chính phủ liên bang cũng đã chi một khoản tiền nhỏ hơn nhiều là 40.861 đô la để đưa những người khác đến ở Hampton by Hilton. Ở gần sân bay Stansted của London, cách trung tâm London gần một giờ lái xe, Tổng chi phí ăn ở cho phái đoàn Canada là 313.614 bảng Anh, tức là tương đương 397.842 đô la, Tuần trước, liên đoàn người đập thuế Canada thông báo rằng họ đang khởi động một thách thức pháp lý để buộc chính phủ tiết lộ ai đã ở trong căn hộ river của Corinthia London. Tỉnh bang Ontario đang xem xét khả năng xây dựng các nhà máy hạt nhân mới quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng và loại bỏ dần việc sản xuất khí đốt tự nhiên. Một báo cáo vào cuối năm ngoái của nhà điều hành hệ thống điện độc lập IESO cho thấy Tỉnh có thể loại bỏ hoàn toàn khí đốt tự nhiên khỏi hệ thống điện vào năm 2050, bắt đầu bằng lệnh cấm vào năm 2027, nhưng sẽ cần khoảng 400 tỷ đô la chi tiêu vốn bao gồm cả nhà máy hạt nhân mới có quy mô lớn. Báo cáo kết luận rằng, việc khử carbon nhà máy hạt nhân mới sẽ đòi hỏi nhiều năng lượng tái tạo hơn và lưu trữ năng lượng nhiều hơn. Tỉnh đã không cam kết ngừng hoặc là loại bỏ khí đốt tự nhiên hoặc xây dựng các cơ sở hạt nhân mới ngoài các kế hoạch lò phản ứng mô đun nhỏ, nhưng hiện tỉnh đang tư vấn về triển vọng này. Xin lưu ý, những người thuê nhà có thu nhập thấp có 6 tuần để nộp đơn xin 500 đô la tiền trợ cấp nhà ở. Những người thuê nhà có thu nhập thấp ở Canada chỉ còn chưa đầy 6 tuần nữa để nộp đơn xin trợ cấp nhà ở Canada trị giá 500 đô la một lần. Chính phủ Canada khuyến khích những người thuê nhà đủ điều kiện chưa nộp đơn. Hãy xin trợ cấp này và hãy nộp đơn trước ngày 31 tháng 3. Chính phủ đã đưa ra lợi ích này vào ngày 12 tháng 12 để hỗ trợ các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp đang phải vật lộn với chi phí thuê nhà. Cho đến nay hơn 500.000 người Canada đã nộp đơn và 1,2 triệu người thuê nhà vẫn chưa nộp đơn để nhận trợ cấp này. Để đủ điều kiện, người nộp đơn phải có thu nhập ròng đã điều chỉnh vào năm 2021 từ 35.000 trở xuống đối với gia đình hoặc là 20.000 trở xuống đối với cá nhân. Người đập đơn cũng phải đang trả ít nhất là 30% thu nhập ròng đã điều chỉnh của gia đình họ cho tiền thuê nhà trong năm dương lịch 2022. Các tiêu chí đủ điều kiện khác cho khoản trợ cấp 500 đô la một lần này bao gồm: Bạn phải ít nhất là 15 tuổi kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2022, nơi cư trú chính của bạn là ở Canada kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2022, là cư dân có tính thuế của Canada vào năm 2022 và đã nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2021 hoặc là báo cáo thu nhập. Du lịch liên bang tài trợ cho hai điểm du lịch chính ở thành phố Guelph, tỉnh bang Ontario. Hai trong số những điểm thu hút du lịch lớn nhất của Guelph sẽ nhận được tài trợ của chính phủ liên bang 515.190 đô la đến từ quỹ cứu trợ du lịch liên bang để giúp đỡ hiệp hội doanh nghiệp Guelph ở downtown và lễ hội Hillside. Hiệp hội doanh nghiệp Downtown Guelph sẽ nhận được 477.190 đô la cho chiếu sáng Downtown Guelph. 38.000 đô la đã được chuyển đến lễ hội Hillside cho Inside Hillsdale. Illuminate Guelph bắt đầu vào năm 2021 với sự giúp đỡ từ một khoản trợ cấp của tỉnh. Bảo tàng là một năm tòa nhà lịch sử trong dự án Illuminate Guelph. Đây là một địa điểm lý tưởng cho dự án này. Sự kiện Inside Hillsdale kéo dài 3 ngày diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 2 đã giới thiệu nhiều tiết mục âm nhạc khắp trung tâm thành phố Guelph. Lễ hội mùa hè diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7. Bằng cách cung cấp khoản tài trợ này, Longfield hy vọng cũng sẽ có tác động tích cực đến các doanh nghiệp ở trung tâm thành phố cũng như là các khu vực xung quanh. TikTok đang phải đối mặt với một cuộc điều tra chung từ các cơ quan giám sát quyền riêng tư của Canada. Cơ quan giám sát quyền riêng tư liên bang của Canada đã mở một cuộc điều tra chung với ba đối tác cấp tỉnh ở quebec british columbia và alberta về ứng dụng truyền thông xã hội gây tranh cãi tiktok các cơ quan quản lý dự định tìm hiểu xem liệu các hoạt động của tiktok có tuân thủ luật về quyền riêng tư của canada hay không và liệu có nhận được sự đồng ý có ý nghĩa đối với việc thu thập sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân hay không cuộc điều tra cũng sẽ tập trung đặc biệt vào những người dùng trả tuổi những người có xu hướng thống trị việc sử dụng ứng dụng ở canada một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Phòng thí nghiệm Truyền thông xã hội của Đại học Toronto Metropolitan được công bố vào tháng 9 cho thấy chỉ 26% người Canada hiện đang sử dụng TikTok. Tuy nhiên, 76% những người trong độ tuổi 18 đến 24 có tài khoản trên nền tảng này. Cuộc điều tra diễn ra khi các nghị sĩ Canada chuẩn bị khởi động một cuộc điều tra của riêng họ về những lo ngại về bảo mật đối với ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến này. Ủy ban đạo đức của Hạ viện đã bỏ phiếu vào đầu tháng này để thực hiện một nghiên cứu về việc TikTok và các nền tảng truyền thông xã hội khác sử dụng thông tin cá nhân của người Canada cho mục tiêu thu thập dữ liệu, mặc dù không rõ khi nào nghiên cứu sẽ bắt đầu. Tất cả bắt đầu từ nguồn những lo ngại về công ty mẹ Trung Quốc của TikTok là ByteDance. Công ty này đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ những người cảnh báo rằng chính phủ Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu người dùng, chẳng hạn như là lịch sử duyệt web và vị trí những lo ngại về quyền riêng tư cá nhân và bảo mật rộng hơn này đã dẫn đến một loạt các cuộc đàn áp đối với việc sử dụng ứng dụng mạng xã hội phổ biến gần đây nhất là từ ủy ban châu âu đã cấm sử dụng tiktok trên các thiết bị của ủy ban ứng dụng này đã bị cấm ở ấn độ và hoa kỳ hiện đang xem xét luật cấm tiktok vì lo ngại ứng dụng này có thể được sử dụng để theo dõi người mỹ và kiểm duyệt nội dung quốc hội gần đây cũng đã cấm tiktok khỏi hầu hết các thiết bị do chính phủ hoa kỳ cấp vì lo ngại của lưỡng đảng về an ninh và các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ cũng đã cấm ứng dụng này trên các thiết bị quân sự. Theo Forbes, TikTok là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất vào năm 2022. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Và cuối ngày giao dịch hôm nay, 1 đô Canada bằng 0,7381 đô la Mỹ và bằng 0,6965 đồng euro. 1 Canada bằng 17.544 đồng Việt Nam. 1 đô la Mỹ thì bằng 23.753 đồng Việt Nam. Giá vàng là 1.822 đô la Mỹ một ounce, tương đương 2.468 đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và một ngày mới nhiều sức khỏe. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.